Đeo dừa không, đeo tay em nè. Rồi cảm ơn anh, rất mong anh sẽ ủng hộ những vòng loại tiếp theo. Cảm ơn anh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và vừa rồi là vòng loại đặc biệt, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu phục vụ vòng loại bình thường của buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp sau đây chúng ta cùng chào đón một thí sinh có giọng hát bolero rất là ngọt ngào quý vị, và hỗ trợ bốc thăm ngẫu nhiên từ giám khảo là người đẹp Dạ Thảo. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Ngọc Thảo.
quý vị rất là nhiều ạ. Và xin mời tất cả quý vị có vé trong loại này bắt đầu tập trung nhà sáng chuẩn bị dò số. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Số thì đây, mây thì đây, mây thì đây, mây thì đây. Xin mời quý khách có những dòng này trở lại đây. Trở lại đang nghe kêu số. Số là con mây, con mây thì đây, mây thì đây, mây thì đây. Số thì đây, số thì đây, con số thì đây, con số thì đây. Bốn thì đây, con bốn thì đây, bốn thì đây, con bốn thì đây. Có ai đi về miền Hậu Giang thương nhớ. Đâu nè. Cần Thơ, Sóc Trăng hay Bạc Liêu, dù ở đâu cũng nhớ về chỗ. Thương em nhiều, Hậu Giang ơi, bao lần đến đây nhớ hoài miền Tây có 47 số đầu tiên gạch gạch vô cả nhà mình ơi. 47 số gì đây, có ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Một dòng sông tiếng hát trên cao đợi chờ ai. Có kinh kêu tiếng kia má.
4. Lâu kinh quá, ra cờ quá nhiều, vẫn chưa ai kinh. Số gì đây, 4 gì đây, 4 gì đây, 4 gì đây, ba quân tân sĩ lập tượng cho Phạm Lê Nguyên nhìn đâu đó nhỉ. Ra quay thân sống như nhà dẹp chống quân xâm lòn ngọn đai cờ nữ xôi lê quê. Một đối đầu chưa tương tài tử sinh sinh tư xem thương. Một đôi diện đành cam 48 48 của 48 48 48 lâu kinh quá. Do phần trường duyên thương cha già lắm nguy nên thân kiều điệu linh bao phen kiều thác đi kiếp qua tàn phai. Con 12 con 12 con 12 là tấm vé cờ hình. Trời tất cả quý vị, ở dòng loại này có một chủ nhân. Rồi bây giờ dòng loại này đã có người kinh. Và bây giờ nhân viên chúng em sẽ phục vụ dòng loại đặc biệt cho tất cả quý vị. Cho nên các chị nhanh tay nhanh chân để chuẩn bị ủng hộ tờ vé mới nhé. Đâu rồi? Dòng loại 0488. Ok. Mười hai. Có 1. 28. Có 2. 47. Có 3. 54. Có 4. Chủ nhân thứ 2. Dòng loại 497. Ok. 12. Có 1. 37. Có 2. 49. Có 3. 54. Có 4. Chủ nhân thứ 3. Dòng loại y chang. 12, 37, 48, 57. Có đủ. Chủ nhân thứ 4. Y chang, lụm lúa. Hợp lý. Y chang, hốt gạo. Y chang, bỏ thóc vô bao. Rồi, 2, 4, 6, chủ nhân kinh trùng. Theo thường lệ của đội Lô Tô Sài Gòn tân thời, chúng ta sẽ quay banh. Anh nào số lớn nhất sẽ lãnh một con gấu bóng. Đó, còn anh nào số nhỏ lãnh gấu thiệt đem về. Rồi, quay đi Thanh. Lấy giùm đi. Ok, đưa đi Thanh. Rồi quý vị, bây giờ dòng loại đặc biệt nha. Các chị nhanh tay nhanh chân giơ tay ủng hộ tờ giấy 20 ngàn dòng loại đặc biệt của chúng em nha. Đây, đây đưa nha. 23. 26 tạm biệt anh nha. 16 thôi, 26 đứng lại để anh về đi. Xuống dưới đợi em, lát em xuống. Dạ, 44 đứng lại. Rồi, anh về đi, lát ra ngã ba. Trời, bèo tự tin vậy đó hả? 45 rồi hả? Rồi, bánh bèo 45. Rồi, có một chủ nhân đòi giải có số 45 nha tất cả quý vị, số cao nhất trong dòng loại này. Đâu rồi, bánh bèo lấy đồ đi rồi hả? Đó, rồi cảm ơn chị nha, cảm ơn rất nhiều. Rồi, tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị cho một tràng pháo tay với phần thi của Ngọc Thanh. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Thank you, cảm ơn phần hỗ trợ từ giám khảo Dạ Thảo rất là nhiều. Kính thưa quý vị, xin mời chị Dạ Thảo và Ngọc Thanh bước xuống một chút xíu nữa để chúng ta lấy hình đẹp hơn được ạ. À, sát chút xíu nữa đi cưng, sát. Không sao đâu. Rồi, chắc có lẽ là em phải dành lời cảm ơn rất là nhiều đến chị Dạ Thảo. Kính thưa quý vị, bởi vì sao chị Dạ Thảo là đang mình nói được không chị? À, nói được. Tại vì ba chị Dạ Thảo đang có bạo bệnh đó quý vị. Nhưng mà đáng lý ra đó là chị Dạ Thảo không có tới được bữa nay luôn, cũng không có nhận hỗ trợ luôn. Nhưng mà do là Ngọc Thanh là một cái thí sinh của Sài Gòn Tân Thời và bắt buộc chị Dạ Thảo là chị nói là thôi bây giờ chị sẽ cố gắng thôi chứ bây giờ không còn cách nào khác nữa. Thì em xin cảm ơn tấm lòng của chị đã yêu mến Miss Loto, cũng giống như là nhận lời làm giám khảo còn hỗ trợ cho Ngọc Thanh mặc dù cái hoàn cảnh hiện tại là không cho phép. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ quay lại cái phần thi diễn của Ngọc Thanh ha. Chắc có lẽ là thôi em sẽ mời chị Lâm Kim Quyền trước đâu mà. Hôm nay Ngọc Thanh có phần tiến bộ nhưng vẫn mắc một cái lỗi đó là lo nhìn khán giả giám khảo. Vẫn
vẫn giữ nguyên cái y chang cái tật từ đầu cho tới thời điểm hiện tại như thế này. Dù cho em cứ tự tin mình lên, ví dụ như mình cảm thấy là mình ok, mình đừng có quan trọng tới giám khảo, đừng quan trọng tới khán giả, không phải phải quan trọng chứ không chị. Quan trọng vẫn là quan trọng, nhưng mà mình đừng có bao giờ mình lo ra, mình nhìn vô đó. Giống như chị, cái bài đầu em hát giống như là chị chờ đợi em, giống như là em hát giống như chị chờ em vô, chị sợ em bị gớt nhịp á. Ăn là ăn phần thứ hai, cái bài sau nữa, bài sau là em hát ngọt. Nhưng mà cái phần đầu giống như là em hát giống như là chị bị chờ á, chị canh sợ em nhỏ này vô, giống như là nó hát vô mà giống như là mình sợ bị em, chị chờ em hát vô cho nó đúng tông đúng nhịp á. Còn cái phần hát ha, hôm nay có phần tiến bộ vì bắt cặp đúng sở trường của em nha. Dạ Thảo đã nâng em lên. Thứ nhất, thứ hai, Lô Tô vẫn y chang những câu kêu số cũ, chỉ có một câu kêu số là mới nhưng chưa kêu tới. Không tới nó. Không tới. Đúng, yeah. Cái này là phải nhận xét cho rõ. Dạ để, đúng, dạ đúng, chị cứ nói đi em đâu. Để mình đâu. Phân biệt, để mình biết được mình tuy là mình hát, mình phải hát 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, từ từ nó sẽ nâng cao cái phần mà cái câu kêu số mình lên, nó phải luyến vô cái giọng đó, mình ca nó mới đúng chất ha. Nói chung là ok, hôm nay Ngọc Thanh có tiến bộ nhưng vẫn bị mắc một cái lỗi là lo ga và nhìn đến ban giám khảo. Em cố tình kéo rồi mà kéo nữa. Với cái thứ hai nữa là em hát, em là thí sinh thì em cứ việc tương tác, rồi người ta là giám khảo hoặc là người ta là người hỗ trợ cho em á, thì sẽ bắt được cái nhịp, tại vì nghề là cứng hơn em, thì em không cần đợi chờ đâu. Không lẽ mỗi lần, không lẽ ví dụ như là ai hỗ trợ là phải dìu thí sinh, thì tại vì em là tất cả thí sinh là người phải thi, giám khảo hoặc là những người hỗ trợ, tại vì người ta có cái thâm niên nhiều trong đoàn thì phải có cái vấn đề để mà hỗ trợ, thì dĩ nhiên là dạng dĩ hơn nhiều đó. Dạng dĩ hơn nên mình phải cứ bình thường, hoạt náo, tự tin, xem sân khấu mình đang trình diễn nha, cố gắng phát huy. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Đôi khi cái lập luận của chị là Kim Quỳnh nó hơi bị lập cập chút xíu, quý vị thông cảm nha, tại vì văn đòi nợ thì nó trơn tru hơn văn nói. Rồi bây giờ xin mời anh Nguyên Vũ đã. Dạ. Xin chào Ngọc Thanh. Em chào anh. Vũ rất là thích cái bộ áo dài của bạn. Bạn rất là nền nã, vừa phải, và phải nói là rất là thùy mị. Tuy nhiên khi một người trình diễn trên sân khấu thì phải kéo được cái sự thu hút của khán giả đối với mình. Bạn hơi sử dụng về lý trí hơn nhiều, có nghĩa là trái tim bạn chưa có nóng, trái tim bạn chưa có đặt hết vào bài hát, khiến cho cái bài hát nó hơi bị thiếu tình cảm trong đó. Trong khi Dạ Thảo thì hát đã đẩy cho bạn rất nhiều cái cảm xúc, nhưng mà bạn thì khá là lạnh lùng, có vẻ như là bạn hơi lo ra một chút xíu, hoặc là bạn lo lắng gì đó. Và cái phần Lô Tô á, thì Nguyên Vũ muốn rằng là bạn sẽ trở nên một cái thái cực khác hẳn. Có nghĩa là bài đầu bạn có thể bật nền nã, thùy mị, nết na như thế nào, nhưng cái phần Lô Tô thì bạn phải làm sao để cho kéo được cái sự thu hút từ khán giả lên rất là nhiều. Bạn vẫn giữ cái phong cách đó, bạn vẫn lạnh lùng như vậy, thì có vẻ như là cái sự tương tác của bạn với lại khán giả nó thiếu đi rất là nhiều. Và Dạ Thảo thì rất là, Nguyên Vũ thấy rằng là Dạ Thảo hầu như là đang cố gắng kềm bớt lại, không có bung lụa hết. Nếu mà Dạ Thảo bung lụa thì hoàn toàn bạn sẽ bị tụt lại phía sau liền. Cho nên là Dạ Thảo đã đưa bạn rất nhiều, quay bên đây, quay bên kia, rồi múa may nhờ bạn vẫn giữ một chút xíu gì đó nó lạnh lùng. Nguyên Vũ chỉ hy vọng là khi bạn đứng trên sân khấu Lô Tô là phải vui, là phải gần gũi, phải tất cả người đứng trên sân khấu với lại người ở dưới phải giống như là có một cái hòa, một cái nhịp điệu nào đó. Thì Nguyên Vũ mong rằng là khi mà bạn đứng trên Lô Tô, sân khấu Lô Tô, khi bạn hát, bạn sẽ kéo được cái sự thu hút từ khán giả đến mình nhiều hơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Nguyên Vũ. Trước khi bà Lộ nhận xét cái phần thi của Ngọc Thanh đó thì chắc có lẽ em sẽ cảm ơn anh nhiều hơn. Bởi vì là lúc đầu đó là anh Nguyên Vũ nói với Lộ đó là anh không biết nói gì. Nhưng mà rõ ràng hôm nay là tổ cho em một cái sự soi sáng rất là lớn khi mời anh ngồi ở vị trí này là rất là hợp lý. Bởi vì anh đưa ra nhận xét rất đúng phải không quý vị? Yeah, yeah. Thành ra anh đừng có lo. Khi mà em nghĩ là em chọn anh đó, em không có cái gì để em hối hận. Khi mà anh vừa nhận xét xong phần của Ngọc Thanh, rất là thẳng, mà nó rất là có chuyên môn đó nữa. Và hơn hết ở vị trí của một giám khảo thì hôm nay anh trời ơi quá tuyệt vời luôn. Em ngồi gần em mới thấy anh đẹp trai vậy á. Anh ăn sinh nhật 20 chưa? Rồi, ngay bây giờ chị sẽ có đôi lời nhận xét với em.
À, có lẽ là Ngọc Thanh là không phải là một thí sinh quá xa lạ đối với Lộ đâu, nhưng mà Lộ vẫn còn lóc Facebook. Dạ. Sở dĩ vì sao cái này là nói chung là năm nay đó thi là hầu như là em không nói chuyện với thí sinh nào, tại em rất là sợ, quý vị cũng biết mà, miệng lưỡi dữ lắm. Nhưng mà riêng bản thân chị á, chị vẫn thấy cái sự nhiệt huyết của em đối với chương trình. Tuy nhiên nó có những cái hạn chế mà bản thân chị thấy em không có thay đổi nhiều, ví dụ như gương mặt bất biến của em từ đầu bài hát tới cuối bài hát, từ mùa dòng tập đầu tiên cho tới tập bán kết nó y chang. Và cái thuyết phục được khán giả và ban giám khảo để em đứng đây giờ này là giọng hát và cái khả năng của em. Cho nên á, là đôi khi mình có cái khả năng nhưng mà cái trình diễn nó không tự tin, nó sẽ là một cái điểm yếu rất lớn cho mình. Ở Lô Tô Sài Gòn Tân Thời em thấy đó, Luna, một người không bao giờ hát nhưng rất tự tin. Đúng không? Đúng không Luna? Đúng không? Trả lời lớn cho bà con biết em. Đúng, đúng không? Đó, rất là đúng luôn quý vị nha. Đó, cho nên á là khi mình đứng trên sân khấu là của mình phải tự tin, chứ không phải lúc nào mình cũng e dè với mắt sợ sệt đó. Điều đó người ta không có thu hút được, không thu hút được người ta. Đặc biệt ở, anh biết không, Lô Tô của đoàn em được diễn event và sự kiện rất là nhiều, mà với mình bước ra là người ta nghĩ là sẽ rất là vui quý vị, sẽ rất là vui. Mà bà bước ra trời ơi, như tháng 7 tới. Hồi nãy đó là chị tính nắm đầu lôi ra rồi. Dạ. Tức là tính diễm không? Không, chị bình tĩnh, đừng nắm đầu. Diễn chị. Nha, diễn nha. Ra đi biểu. Đó. Tao đẻ mày ra đàng hoàng đẹp đẽ mà sao cái mặt mày úp nụ dữ vậy? Đó. Tính diễn vậy đó bà, hồi sợ. Vậy, cũng sợ không? Vì á, đó chị nói rất là thẳng, chị và chị Thảo cũng nói rất thẳng. Ta sao buồn quá vậy, không biết là cuộc thi này làm gì cho em mít lòng. Đúng quá chị, tự nhiên buồn ta phải cười lên, thậm chí chị Thảo ấy nói sao không cười lên đi má. Rồi chị Thảo, chị đã cố gắng trượt em vậy. Là thứ nhất về tinh thần, cái gương mặt mình nó bất biến quá, nó phải thay đổi em nha. Vui buồn gì cũng phải biết, chứ còn bây giờ cứ cục một cứ làm hoài kỳ lắm cưng nha. Rồi tiếp theo nữa là chị Dạ Thảo đã quăng rất là nhiều miếng cho em chụp, thí dụ như kia thì người bạn mình diễn á là kêu kia thì mình phải dừng lại, hiểu không, để mình hỏi cái gì hoặc là tương tác với người bạn diễn của mình. Đằng này trời ơi, không có nói gì chứ cứ hát thôi, làm sao cái giọng của em áp được chị Thảo mà hát mà khán giả mà nghe. Cho nên khi mà chị Thảo mình diễn, mình phải coi người bạn diễn kế bên mình có phản ứng gì không, chứ không phải mình chỉ biết diễn không nha. Rồi, đôi lời nhận xét, hy vọng là em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong đêm thi này. Trời, cảm ơn Ngọc Thanh rất là nhiều. Cảm ơn chị. Thank you. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng trở lại với Nhã Vi và những thành viên hết sức xinh đẹp của đoàn Lotte Sài Gòn Tân Thời. Vâng anh chị mình ơi, dòng loại này cũng là dòng loại đặc biệt, thì anh chị nào mình chưa vé một lần nữa mình nhớ giơ cánh tay lên. Còn nếu tất cả quý vị đã có vé rồi, hướng mắt về ánh sáng chuẩn bị giơ xuống lên đường. Hả? Ai? Luna. Luna thối tiền. Trời ơi, khen nó làm chi mà lộ khen nó làm chi, nó quên thối tiền kìa. Đây nè. Đây kìa. Xuống gì đây? Mày gì đây con, mày gì đây, mày gì ra con, mày gì đây, mày gì ra con, mày gì đây, mày gì ra. Việt Nam quê tôi thằng cánh cò bay, có ai đi xa mà không nhớ quê nhà. Việt Nam quê tôi với biết bao con người, trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam. 38 gạch số vô. 38 cái là 38. Xuống gì đây, cái là xuống gì đây, xuống gì đây, cái là xuống gì ra, xuống gì ra. Xuống gì đây, cái là xuống gì đây, xuống gì đây. Rồi con chim đa đa ngăn ngờ đứng đi về chốn xa. Làm gì? Rồi con càng cú ru cú ngầm người mà đi tù ừ. Đây con số tư. Con số 4 à. Con gì đây, số gì đây, hai 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 gì đây. Con theo cha tôi ngược chẳng. Đừng có tức cào đòm với ông này luôn á. Em cứ hát đi cậy ông. Số 2 gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Đời em là mười nay bên sông, bên sông cứ biết tôi về đâu. Tình ban đầu ai gây xé chia, hỡi ai ơi cách chia cho đành cam. 28 Hai gì nữa đây, hai gì nữa đây, hai gì ra, hai gì đây. Nắng hà đi
trôi lang thang cho hạ buồn. Coi coi đốt đồng mà để ngắm mùi chim nhờ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi. Mẹ vô tóc sâu bốn chị em trên đang đòi tóc giả như nhau. 26 còn mấy gì đây mấy gì đa, còn mấy gì đây mấy gì đa. Trong căn nhà quan dường như có ma, nó lú đầu ra làm em hết hồn hà. Con ma đầu đinh hàm răng nó trắng tinh, nó cắt đầu đinh xịt keo mà cứng thừ. Ngày đầu em gặp đầu đinh thối anh mà xịt dầu thơm. Vô ngày là ngày vừa qua đầu đinh nói với em thơm 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 thối anh à, thơm 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 thối anh cái mùi trường sinh. 59 Em hơi thúi thôi chứ không có ình đâu ạ. Mày gì ra, xuống gì ra, con số gì ra, xuống gì ra. Mày gì ra, chúc anh đài hoa thân là trai. Chúc anh đài hoa thân là trai. Tự hình dung dáng đi là trai. Đài là trai, là chúc anh đài. Con số 2, con số 2, con số 2. Con số 2, con số 2, con số 2. Cái bún gì đây, bún gì đây, cái bún gì đây, bún gì đây, cái bún gì đây, bún gì đây, bún gì đây. Thôi mình đành chia ly, xin thanh quân lui về chốn cung gì. Mà đừng lưu luyến chi thêm buồn, để chiêu được yên lòng mà cất bước. Ngoài trời mưa dâm rơi, như tóc tháng cho tâm phần. Bốn mươi bảy cái đó, 47 xuống gì đây, cái đó xuống gì đây, xuống gì đây. Mười gì đây cái đó mười gì ra. Nhà quan quyền có con đường mà bóng mát, nhà tiện hết có con đường mà dễ đi. Hên ơi hên đẹp làm chi, để cho quan quyền sớm hôm mà chịu về. Hên ơi hên đẹp làm chi, để cho quan quyền đứng ngồi mà hỏng yên. Con mười nguyện, con số 10. Nguyện số 10. Nguyện số 10 đây, con số 10, con số 10 đây. Nguyện số 10 số là con mấy? Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Số gì ra, số gì ra, số gì đây. Trong thủy Mỹ Châu còn đâu mà duyên nợ. Sao? Thầy chàng đã lỡ đến đất mà nó thầm, để lại phụ thân bao điều mà nguy khôn. 24 24 đi, 24 là 24. 24 Vâng anh chị cô chú, bên phía bên dưới khoang boy show tà lá vé nha. Để bên trên nhã vi kiểm có 4 chiếc banh và tà lá vé ạ. À, vâng thì dòng loại này cũng là dòng loại đặc biệt, thì bên trên nhã vi xin mời một vị khán giả lên phía bên trên để dò giúp nhã vi để cho nó công bằng hơn ạ. À, rồi mời chị gái lên đây. Come on baby. Trời, mình đi thẳng lên đây luôn nè. Ờ à, đúng rồi, đi thẳng lên đây luôn. Rồi đứng chờ em chi xíu anh nha. Ủa? Đứng đi. Thôi chị ơi, có người chạy hơn nhanh rồi, chắc anh này nói là chị đi chậm á. À, dòng sau chị ha, dòng sau nha, cáo lỗi gì ha. Rồi anh ơi, anh giới thiệu là anh tên gì ha? Tên Trường ở quận 8. Rồi, anh Trường quận 8, bây giờ dò lại giùm Vi ha. Ký hiệu 2303 đúng dòng loại. Rồi. Dạ, 47 có 1, 38 có 2, 24 có 3 và số 10 đủ. Rồi. Vâng, dòng loại này còn về chủ nhân nào đoạt giải cho dòng loại đặc biệt này nữa không ạ? Nếu hết thì bên trên chúng em dạ xin được trao quà nha. Rồi qua bên đây nhận vé giùm em ha. Trời anh ơi, anh kiểm tra quà giùm em đi. Xem đi tới mà anh né em hoài vậy. Rồi kiểm tra đi anh. Rung quá hả? Dạ đây rồi, anh kiểm tra giùm em nha. Anh cắn đi. Rồi đúng ha. Rồi anh ơi, anh cho em hỏi là anh tên gì và anh đến từ đâu ạ? Tên Quang, quận 2. Rồi anh Quang, quận 2. Rồi em xin chúc mừng anh Quang đoạt giải cho dòng loại đặc biệt tiếp theo nè. Rồi anh Quang ơi, anh nhớ ủng hộ vé cho dòng mới tiếp theo giùm em nha. À chưa, có mình chị không có cầm 2 mic được em. Rồi anh chị mình ơi, thì dòng loại tiếp theo phía bên dưới chúng em đang đào bước phục vụ cho cô chú anh chị mình. Cũng là một dòng loại mới, dòng loại bình thường đó anh chị mình nha. Thì ai chưa vé mình đứng ngồi tại chỗ, mình giơ cánh tay lên để bên trên chúng em
thấy được và điều động nhân viên tới tận nơi tận chỗ để phục vụ cho cô chú anh chị mình qua một vòng loại mới luôn nha. Đó, rồi mỗi người cầm tay một vé ha. Ok. Vâng, thì ngay từ giờ này thì anh chị mình hãy hướng mắt về sân khấu. Với thường thường em nói là ngôi nhà buổi chiều đó anh chị sẽ có trùm cuối. Đó thì anh chị mình biết trùm cuối là ai rồi hen. Đó thì anh chị mình hãy hướng mắt về sân khấu với phòng thi của thí sinh Anna và phần trò diễn của người đẹp Lô Lô.